vừa trả lời phỏng vấn báo thế ạ. Vâng, theo tinh thần các sếp chỉ đạo đấy ạ. Báo cáo sếp cái trường hợp kia là xong rồi anh em đưa về công an phường đấy ạ. Hiện chỉ đạo của ban dân phường Hàm Tiến, ủy ban dân phường Hàng Gai trong những ngày qua đã triển khai tất cả các cái biện pháp để chuẩn bị cho việc mở lại các tuyến phố đi bộ, trong đó ưu tiên tới công tác tuyên truyền tới người dân, không chỉ người dân trên địa bàn phường mà còn là du khách mà ở trên địa bàn của thành phố Hà Nội để người dân nắm được về thông tin về việc mở lại phố đi bộ cũng như là các quy định đối với người dân khi tham gia phố đi bộ trong tình hình mới. Bên cạnh đó thì phường cũng đã xây dựng phương án phòng chống dịch, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn ở tuyến phố đi bộ. Đặc biệt là đối với những trường hợp nếu mà có những cái vấn đề xảy ra và có những trường hợp mà chống đối những cái quy định thì chúng tôi cũng đã có những cái sự phân công đối với lực lượng công an phường để túc trực kịp thời xử lý các trường hợp đó. Thời gian rất lâu rồi nó mới mở lại.